Hay là các ông chỉ làm sao tham mưu được như cái tôi nói nổi lên bức xúc. Bây giờ đảng phải ra tay chứ, nhà nước phải ra tay chứ, nó tấn công thông tin như thế. Chỉ có lực lượng công an làm sao được. Và các ông chỉ nghiên cứu kỹ âm mưu thủ đoạn của nó thế nào, các nước đối phó ra sao, thì đảng mình phải lãnh đạo thế nào. Thực ra là em biết là tới gần sự kiện nào thì công an mấy anh đều giữ em trước nhà hết đó. Cho nên là em đã, nói chung là em cũng đã tìm cách vượt ra được cái rào mà em lên cản ở nhà. Thì sáng nay ra tới công viên mà đối diện với tòa án đó, thì thấy rất là đông lực lượng an ninh công an và nói chung là người của bên bên họ không à. Còn anh em blogger thì hầu như là không có ai hết đó, có lê hoa vài người mà rất là lạ. Khi mà em xuất hiện ngay công viên đối diện phiên tòa, đứng ngay đối diện với phiên tòa luôn á, hầu như là rất là đông an ninh nhận ra em. Thì họ đang ngồi á thì họ đứng lên hết rồi bắt đầu họ, những người mà có máy quay máy chụp hình thì họ đều chỉ máy quay máy chụp hình về phía em, thì em vẫn bình thường. Nhưng mà điều là em ngồi ở đâu thì họ tới họ đuổi, họ không cho ngồi, họ nói là chỗ đang làm việc cho nên là không có thể ngồi được. Thì em ngồi đó được một hồi thì có hành nhân với lại anh Bách Việt đến trước phiên tòa luôn, thì em thấy hai người thì em gọi hai người lại, ba người mới ngồi với nhau được một hồi á. Thì bắt đầu lực lượng công an an ninh rất là đông, bắt đầu tiến về phía tụi em, thì tụi em mới đứng lên, thấy có chuyện rồi thôi mình đi giải tán đi về. Thì công an với an ninh đó bắt đầu đi theo, đuổi theo em và nói là bắt em đó là phải xuất trình chứng minh dân. Thì em thấy một điều rất là vô lý, em nói là ủa em đang đi ở trong công viên tự nhiên anh bắt em xuất trình chứng minh nhân dân là thế nào. Thì anh công an anh mới nói là thì tôi là công an thì tôi có quyền kiểm tra giấy tờ của cô. Thì em mới trả lời rằng anh có kiểm tra giấy tờ của em á, thì anh cũng phải làm đúng luật, tức là sau 23 giờ đêm á em đi ở ngoài đường anh có quyền kiểm tra giấy tờ của em, còn ban ngày anh kiểm tra giấy tờ là làm sao. Thế là họ đi theo em, họ đi theo em và hành nhân đi và có vẻ như là muốn bắt lại. Thì lúc đó em mới chạy ra đường, chạy ra bên phía đường Lý Tự Trọng á, em la to lên cho mọi người nghe rằng á là tự dưng á là em đang đi đường nhưng em đi dạo trong công viên thì công an đã bắt em. Thế là họ đó họ đem họ có một cái xe họ đậu ngay đường Lý Tự Trọng luôn và họ kéo em, họ đẩy lên xe, sau đó họ chụp hành nhân, họ đánh hành nhân xong họ cũng đẩy lên xe luôn và họ chở tụi em về công an. Chở trên xe thì họ bắt đầu đánh hình nhân, rồi đánh em. Khi mà nó đánh em thì hình nhân đỡ, thì họ đánh hình nhân tiếp cơ. Và em với hình nhân bị đánh rất là nhiều. Sau đó là em bị đưa về công an phường Nguyễn Tư Trinh. Và hình nhân thì bị đưa đi công an phường khác. Vâng, vậy thì khi mà đưa đến đồn công an thì họ có tiếp tục đánh đập hành vi hay không? Và họ tra hỏi như thế nào ạ? Thì trong đồn công an phường Nguyễn Tư Trinh đó, khi mới vào đồn á, thì bắt đầu có một anh an ninh khác cũng thường phục thôi, cũng tiếp tục anh đánh em. Em nói với anh á, là đánh đi, anh đánh thì anh cứ việc đánh đi. Thì khi đó có một người khác can ra thì bắt đầu họ ra ngoài, họ hội ý với nhau, bắt đầu vào phòng. Thì họ mới nói em á, là họ nghi ngờ là trong người của em á, là có giấu đồ vật vi phạm pháp luật. Thì em mới thấy là đây rõ ràng là cái trò họ muốn bu vạ cho mình, tại trong đồn là chỉ có người của họ và có mình em thôi, là em yếu thế. Em nói ok, nếu anh chị nói như vậy á, em đồng ý để cho anh chị xét người, nhưng mà ra trước bàn dân thiên hạ, tức là ra ngoài đường á, có sự chứng kiến của người dân á, em sẽ tự lột hết đồ của em ra để chứng minh cái sự trong sạch của em. Chứ còn nếu như mà ở trong đây các anh chị á, lột đồ em ra xong rồi bỏ gì vào người rồi vu vạ cho em á, thì em không chấp nhận cái điều đó đâu. Thì em nói vậy xong á, thì bắt đầu họ cưỡng chế em, tức là họ cưỡng chế, họ tự lột đồ của em. Khi mà họ vừa bắt đầu nhà vào em để lột đồ thì có một anh an ninh khác, đó là phụ nữ cứ lột đồ, còn có một anh an ninh á thì anh cầm máy quay ảnh giơ lên quay cái cảnh mà lột đồ em á. Thì khi đó em mới nhận ra rõ ràng là cái âm mưu này là họ muốn làm nhục em chứ không phải là vu vạ cho em nữa. Thì em nói với những người mà lột đồ em rằng là lột đồ em đã khó rồi, nhưng mà muốn mặc đồ lại cho em còn khó hơn á. Em biết là họ muốn quay để mà làm nhục em thôi, cho nên là em giữ thái độ tức là bình thường, rất là thẳng thắn với họ và không có cái gì gọi là bức xúc hết, rất là bình thường. Và khi mà họ mặc đồ lại á, thì em dùng cái sức của em để mà dằn lại không cho họ mặc đồ lại á. Thì họ mặc không được thì lúc đó trên người em chỉ còn đồ lót thôi, họ cởi đồ ngoài ra hết rồi còn đồ lót thôi. Khi đó họ quay được một hồi chán chê mà thấy thái độ của em không có cái gì gọi là bức xúc hay là cái gì hết đó,
thì họ mới bắt đầu họ bỏ ra ngoài, họ hội ý tiếp gì đó em không biết nữa. Thì còn có mình em ở trong này, em quá mệt vì vì phải mà giằng co với họ như vậy á, thì em nằm xuống nền đất, em nằm em nhắm mắt lại. Khi mà nằm xuống nền đất như vậy, vừa thì sức yếu mà vừa thì nó cái nền nó lạnh á, bắt đầu người em nó tự nhiên em mắc buồn ói và em đi vào toilet để em ói. Trong lúc là sức khỏe em đang đang không tốt như vậy á, thì tự nhiên có một cái cô cổ bên y tế, cổ đi vào toilet, cổ bắt em á là phải cởi luôn cái quần lót ra. Em hỏi ủa tại sao lại bắt cởi luôn quần lót ra là tại sao, thì cổ nói á là cổ muốn khám bệnh cho em. Em kêu á là ủa em buồn ói mà tự nhiên bắt cởi quần ra khám bệnh là khám gì, em biết ý đồ của mấy người rồi. Có điều á là chị đừng có dính vào cái việc này, chị nói là chỉ đạo phép coi rồi là khám coi là em có giấu đồ trong trong cái của em không á. Thì em mới nói là chị à, tại sao những cái người đạo của chị á là không dám làm cái việc, không không làm cái việc này mà lại đẩy cho chị làm như vậy. Chị không nên làm cái việc này vì cái việc này á là trái với pháp luật mà cũng trái với đạo đức nữa, cho nên là chị đừng có dính vào. Thì khi mà em nói vậy á thì cái chị này chị lên chị có vẻ chùng xuống và chị ra chị nói với những người kia á là bệnh nhân không đồng ý để mà khám vậy. Thì mấy người kia kêu, đại khái mấy người kia kêu nói em là không phải là bệnh nhân, em là người mà kiểu giống như là gây rối rồi thì đang nghi ngờ là có giấu đồ trong người này kia kia nọ cho nên chị khám xét. Thì khi đó em cũng nói luôn, em từ trong toilet em đi ra luôn, em nói là chị để cho những người mà chỉ đạo của chị tự làm cái việc đó, tại vì hồi nãy giờ á không có chị họ làm những cái việc còn hơn vậy được nữa, thì cái việc này không có là gì với họ hết á, để cho họ tự làm, chị không phải việc gì phải làm cho nó mất cái lương tâm đạo đức của chị đi. Thì chị đó tháo găng tay ra, chị không làm nữa, chị tháo găng tay ra đưa, thì mọi người họ mới bắt đầu họ bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài được một chút xíu thì họ trở vào với lại thêm một hai cô y tế nữa, hai cô bên y tế quận nhất khác nữa và hai cô an ninh nữa. Thì lúc này á là em ngồi bệt xuống đất mà ở cái tư thế thủ, em không cho họ đụng tới em á. Thì họ vào thì họ khiêng em lên cái bàn bàn làm việc á, bỏ nằm lên bàn vậy đó. Thì hai người nắm kéo hai tay, hai người nắm kéo hai chân để mà thét cái mà để tìm cái mà họ nói là bằng chứng là em vi phạm pháp luật này kia kia nọ. Thì em chống cự rất là dữ, là họ cũng bị em đạp văng ra, cũng bị em nắm tóc này kia kia nọ, nhưng mà vì á là em chỉ có một mình thôi, cuối cùng chống cự không được thì họ cũng cái việc đó họ cũng làm. Thế thì bị lục soát khám xét thân thể một cách thô bạo như vậy, lúc đó cảm giác suy nghĩ của Hoàng Vy là như thế nào? Em chẳng biết họ khám cái gì hết, nhưng mà họ làm em cảm thấy rất là đau, vừa đau về cả thể xác mà lẫn tinh thần nữa, cho nên là lúc đó em la lên rất lớn và em bằng nước mắt em lên thật sự đã rớt xuống, vì em không nghĩ rằng họ là con người với nhau nhưng mà họ lại có thể đối xử với nhau như vậy. Khi mà họ đã làm những cái việc đó rồi, họ bắt đầu họ lấy hết những cái vật dụng của em á, từ điện thoại cho tới là bóp ví tiền bạc này kia kia nọ bỏ ra ngoài hết á. Em mới ngồi thử xuống còn một mình em mới ngồi em suy nghĩ, nếu như mà em của ngày xưa lúc mà em chưa chưa theo đạo Công giáo thì chắc có lẽ là em đã từng tuyên bố rằng là chỉ cần mà họ đụng vào cơ thể em một chút thôi là em sẵn sàng em dùng cái chết để mà bảo vệ cái nhân phẩm riêng của em, họ làm gì cũng được nhưng mà đừng đụng tới người em. Mà hôm nay là em không thể nào mà em dùng được cái chết, bởi vì là đạo Công giáo không phải cho tự tử. Thì cái cảm giác lúc đó đó em cảm thấy là sống rồi nó không bằng chết nữa, tại sao mà một con người mà bị làm nhục như vậy mà là Chúa lại không cho người ta được cái quyền là chết đi. Em cứ suy nghĩ hoài, thì nói chung đó là tự nhiên cái hình ảnh mà cái cuộc đời khổ nạn của Chúa Giêsu nó hiện dần ra, thì em mới hiểu được là Chúa Giêsu á là cũng bị nhục, cũng bị này cái nọ, cũng chịu cái chết trong nhục nhã này cái nọ. Nên là khi đó tự nhiên mình có cái sức mạnh và mình tự nhiên là nước mắt đang rớt kìa, mà nó hết, em coi như là nước mắt nó khô đi luôn. Và em ngồi em lau nước mắt lau khô mặt, xong rồi em ngồi em mỉm cười như vừa khám phá ra một cái điều gì vậy. Và an ninh họ cũng không hiểu là khi mà họ quay lại họ chắc họ cũng không hiểu được nổi cái thái độ của em như vậy là sao luôn. Sau khi làm hết những trò đó với em á, thì vì em không cho họ mặc đồ lại á, thì lúc đó họ mới vào họ cưỡng chế họ mặc quần vào, với lại họ choàng được cái áo khoác của em vào người á, xong họ cưỡng chế em ra xe để mà đưa về đồn công an của phường Phú Thạnh, quận Tân Phú á, là cái phường mà em đang sống á.
Thì từ lúc mà về phường á thì phía an ninh á thì họ không đoái hoài gì tới cái chuyện ăn uống của em hết, nhưng mà về tới phường á thì một chú mà dân phòng á lớn tuổi á, chú thấy vậy á thì chú đưa nước cho em uống, mà chú hỏi là có ăn gì không chú đi lấy, nhưng mà em từ chối, em cảm ơn chú em không có ăn, em chỉ uống nước thôi. Từ đó tới chiều á thì cái thái độ bên bên đồn công an phường á, những người ở bên công an phường thái độ của họ với em cũng rất là tốt, tế nhị rất an ủi, chứ cũng không có cái gì gọi là quá đáng hết. Nhưng mà tới hơn 5 giờ mấy á, thì họ mới bắt đầu họ trả cái điện thoại lại cho em. Thì em mới hỏi là ủa cần những cái thứ đồ khác của em nữa, giấy tờ tiền bạc này kia cái nọ của em nữa đâu. Thì họ mới nói là để họ đi tìm thì phải đợi họ chạy từ chỗ em mà chạy qua quận nhất á để lấy á. Thì đợi hơn 1 tiếng đồng hồ thì hơn 6 giờ, gần 7 giờ em mới được thả ra. RFI Việt ngữ rất cảm ơn Nguyễn Hoàng Vi đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để kể về việc cô bị an ninh bắt giữ và khám xét tại trụ sở công an ngày hôm nay khi đến dự phiên tòa xử phúc thẩm ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn ông Đài ạ.